Chào các em, sau đây thì cô sẽ cùng các em tải bài tập 7 trang 45 sách giáo khoa vật lý lớp 11 nội dung như sau. Đo cường độ dòng điện bằng đơn vị là sau đây: A. Newton, B. Ampe, C. Joule và D. là Watt. Các em thấy ở đây, Newton là đơn vị của lực, Ampe là đơn vị của cường độ dòng điện, C. Joule, Joule thì chính là đơn vị của năng lượng nói chung và D. Watt là đơn vị của công suất. Vậy phương án chúng ta cần chọn ở đây chính là phương án B. Ampe, ký hiệu là chữ A. Do đó thì chúng ta ghi lại câu trả lời là đơn vị đo cường độ dòng điện là Ampe, ký hiệu là chữ A. Lên phương án chúng ta chọn ở đây cho bài tập này đó là phương án B.